Xin mến chào quý anh chị và chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Thì nay thì là một cái video cuối năm âm lịch, năm năm Nhâm Dần. Thì một cái video về cái lô đồng hồ bãi mà em gửi tới cái viện chị của chú cuối năm. Thì hôm nay em là có một cái lô đồng hồ bãi khác em gửi cho quý vị anh chị của chú cùng tham khảo và lựa chọn. Lô này thì có tên 10 13 con gì đó. Thì cái hàng này thì cái lô này chủ yếu là cái hàng Seiko An3 nha quý vị nhé. Seiko An3 thì là một cái dòng thương hiệu của Seiko Nhật Bản và được dành riêng cho cái thị trường xuất đi nước ngoài là chính, và sản xuất cái theo công nghệ Nhật Bản và lắp ráp tại nhà máy ở Seiko ở China. Thì đầu tiên thì nhiều anh chị ô chú mới xem kênh cũng hay hỏi là em ở Nhật hay ở Việt Nam, thì em cũng xin thưa là em ở Nhật nha quý vị anh chị cô chú. Tuy nhiên thì cái số điện thoại của em thì em vẫn dùng chuyển vùng quốc tế ở bên này, đồng thời hai số điện thoại em có để trên góc màn hình, và cái số điện thoại Việt này Zalo Việt Nam của em thì là cái số 0997262782, còn em đã dùng 10 mười mấy năm rồi thì em vẫn chuyển vùng quốc tế em dùng bên này. Thì cái lô đồng hồ bãi còn hoạt động tốt và rất là ok về ngoại hình, thì xin gửi tới quý vị chị của chủ với cái giá rất là rẻ, có thể nói là giá rất là sinh viên luôn. Thì chúng ta đi vào luôn các cái sản phẩm để tránh mất thời gian của anh chị cô chú anh chị em. Đầu tiên là một cái sản phẩm dành cho nam Seiko An3 nha quý vị nhé. Đồng hồ này thì đồng hồ bãi, em chỉ có lau vệ sinh qua bằng cồn thôi ở các cái vết bẩn đấy, ở cái chứ không phải là một cái nước tẩy rửa chuyên nghiệp gì cả, hay là nước không có đồ đánh bóng, nên là những cái đường này nó vẫn không thể tránh được những cái vết xước dăm nhỏ của cái hàng bãi rồi hàng bãi, nên là như đạt cái ngoại hình như này là em thấy quá là tuyệt vời ok rồi. Con này thì một sản phẩm Sequan 3, có cái mặt màu xanh rất là đẹp đấy, quý vị có thể thấy là nó phản ánh sáng rất là đẹp. Size của cái đồng hồ này thì là 39 mm nha quý vị anh chị cô chú nhé, 39 mm dành cho nam giới đeo, chứ nữ thì hơi to thì không. Trên góc 12 giờ thì là cái lòng logo An 3 của Seiko, và các kim giờ thì có phản quang nha quý vị nhé, tiện lợi cho xem giờ vào ban đêm. Góc 3 giờ thì có cái núm lồi để xem ngày tháng. Nó điểm nhấn đẹp đó. Đấy, phía sau này thì cũng là những cái thông tin cơ bản, như là dòng thông tin của máy 1D2566 Japan Movement, và cái kết cái vỏ thì sản xuất thì tại Trung Quốc bằng thép hợp kim không gỉ này. Và con số 1 này thì em bán với giá 600.000 nha quý vị nhé. Em có dán giá cụ thể từng sản phẩm ở trên từng cái rồi. Đấy, quý vị có thể thấy là kim mận chạy hoạt động rất là bình thường, rất là ok. Nếu mà một cái tay bé như tay của em tầm 16 thì đeo con này là quá là hợp lý luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, quý vị chỉ về thì việc đốn cái mắt đi thôi, một mắt thôi. Hai mắt thì đó tùy tay anh chị của chú đeo là ok luôn. Đấy, chúng ta tiếp chốt cái sản phẩm số 1, và anh chị em có nhu cầu sản phẩm số 1 thì nhắn cho em là sản phẩm số 1 cho quý vị nhé. Giá chỉ có 600.000, quá tuyệt vời luôn, quá rẻ luôn. Tiếp theo là một sản phẩm số 2, An 3 Seco tiếp. Cái sản phẩm này, cái đợt đầu tiên và cái thứ hai thì cũng có cái mức độ chống nước là 13 tương đương 100 m sâu cho quý vị nhé. Sản phẩm thứ hai là một cái sản phẩm Seco An 3 khác. Con này cũng dành cho nam, và mặt thì là bằng màu trắng, và cái viền này kim gấp không gỉ. Con này thì nó size nhỏ một chút, đấy là 37 mm. Tuy nhiên thì cái lòng trong nó sẽ to hơn cái sản phẩm số 1. Đấy, sản phẩm số 1 thì nó viền ngoài nó có to hơn, tuy nhiên cái bên ngoài nó to này, thì còn cái kết ngoài nó to này, còn cái này thì cái kết ngoài nó mỏng, cái mặt trong nó to. Thì góc 12 giờ thì vẫn là cái dòng Seiko An3 thương hiệu của ấy, sản phẩm, và dưới 12 giờ thì dưới góc 6 giờ thì là góc Water Resistance 13 tương đương chống nước 100 m đấy.
3 giờ thì có góc 3 giờ thì có cái xem ngày. Phía sau thì cũng không có gì đặc biệt ngoài cái thông tin máy, thương hiệu Sicoan 3 và Japan Movement. Đấy. Vẫn còn rất là long lanh nha quý vị. Sản phẩm này thì em bán với giá 800 nghìn nha quý vị nhé. Quý vị thấy là máy vẫn đang chạy hoạt động bình thường nha quý vị anh chị cô chú nhé. Hiện tại thì em không có cái đồ để đánh bóng này. Em chỉ lau vệ sinh qua những cái vết bẩn bụi bặm mà. Còn đồ đánh bóng thì ví dụ một số anh hay mua cả lô bên em về thì họ có đầy đồ thì họ tân trang lại một chút những cái vết xước thì họ đánh bóng lại đẹp hơn thì họ bán một cái giá ok hơn rất là nhiều đấy thì em thấy kể cả cái giá mua cộng công vận chuyển về thì họ vẫn bán cái giá rất là cao hơn so với cái mức giá ban đầu mà em lấy của họ tính của họ. Như nhiều anh của em mua dao này, mua đồng hồ lô đấy, đấy về về bán lẻ từng con một đấy thì bên em thì em chỉ vệ sinh qua em bán lẻ từng con một thôi, giá rẻ rất là nhiều thì để quý anh chị cô chú có thêm nhiều sự lựa chọn. Lô nào mà em bận quá thì em oánh thẳng về cho người ta. Ở số 3 thì quý anh chị cô chú là một cái sản phẩm sân khoan 3 khác hay nữ rất là đẹp còn mới long lanh luôn, quý vị anh chị cô chú có thể thấy được là mới gần như mới tinh tinh luôn, cái quai này còn không gâu như là không có xước luôn đấy, này thì dành cho chị em các chị các bạn các cô đeo thì quá là tuyệt vời luôn. Và sản phẩm này có cái size kết 32 mm nha quý vị anh chị cô chú anh chị em nhé. mặt thì là màu đen và cái dòng này là Anba Process thì Anba Pro con này rộng nước 50 m nha quý anh chị cô chú. Ở dưới 6 giờ thì có cái dòng Japan Movement, ở bên sau này thì cũng không có gì đặc biệt ngoài cái thông tin máy này B7255 rất không gì và cái này thì sản xuất tại Japan luôn nha quý vị anh chị cô chú nhé. Ở đây có thể thấy được cái chữ Japan luôn, gọi là Japan Woman và kết China nữa. Đây sản phẩm này thì em bán với giá 600 nghìn. Đấy, một cái sản phẩm mà ít tiền mà rất là nhiều thịt. Quá tuyệt vời luôn, đẹp như mới. Gần như là mới, anh chị cô chú nào, các anh nào có thể mua tặng vợ này, tặng bạn gái, thậm chí tặng đào. Rất là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Tết nhất, ra Tết là được tặng quà luôn. Lô này sẽ cho về đầu tiên ra Tết em cho về luôn nha quý anh chị, cô chú anh chị em nhé. Tới sản số 4 đó, sản phẩm 4 em bán giá 500 nghìn này, luôn nhanh. Một sản phẩm bằng màu vàng của Seiko An3 và con này thì sản xuất tại Nhật luôn, chứ không phải là Japan Movement. Quý vị anh chị cô chú có thể thấy được là dòng sản xuất nội địa thì nó có một cái đặc biệt hơn là ở trên cái góc 3 giờ. Nó có ghi ngày tháng năm như một số cái mẫu xuất quốc tế khác. Tuy nhiên thì cái ngày tháng ở đây, cái thứ thì nó sẽ ghi bằng chữ Hán luôn. Chữ Hán là bên người Nhật người ta dùng chữ Hán đấy thì chữ Hán luôn thử ngày tháng là bên như kiểu các nước châu Âu hoặc là Việt Nam mình ấy, thì hay có dùng là Monday Tuesday các thứ ấy. Nhưng mà bên này thì các thứ ngày người ta dùng là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ này. Đấy, thì đây em đồng hồ em đang để nguyên phong chỉnh thì nó là vào kim thì vào thứ sáu. Đồng hồ này là một cái sản phẩm sản xuất tại Nhật cho quý vị anh chị cô chú anh chị em này. Phía sau này có ghi Japan này. Đấy, 023858 Water Resistant Stainless Steel về có thể oánh nhám đi một chút thì nó sẽ cái vết ổ lâu ngày sẽ mất đi. Đấy, em không có đồ nên em cũng không không chưa đánh kịp, chưa đầu tư được bộ đồ để oánh đẹp và khi mà oánh nó đẹp sáng hơn thì sẽ có ra được giá tốt hơn. Tuy nhiên em cũng khá là bận nên em cũng không chưa đầu tư làm được. Thì mấy anh chị có mua đồ bên em về mua mua lô mà anh mua lô về Việt Nam thì người ta có đầu tư người ta có đồ chuyên dụng, người ta đánh rất là sạch rất là đẹp và giá người ta cao hơn rất là nhiều. Đấy thì tiếp theo là sản phẩm số 5. Năm thì là cái phẩm Atlanta, con này thì cũng là chống nước 100 m và Japan Movement kết gì vẫn là sản xuất ở China. Đấy thì con này còn nguyên luôn quý vị anh chị cô chú, còn nguyên cái tem lúc người ta mua hàng
chắc là mua về không dùng. Con này sọc nữ, nữ, và có size là 35 mm, giá 300.000 vì con này nó hết pin nên em cũng bán với giá nó rẻ, nó nguyên luôn quý vị anh chú mới tinh tinh luôn nhé. Đó, ít tiền mà nhiều thịt làm thật nha quý vị anh chị của chú nhé. Tiếp theo sang phẩm số 6 luôn. Số 6 là một cái phẩm là Sicon 3. Con này thì có một vết xước ở trên mặt này. Con này thì bánh đi chắc là cũng mất được. Đấy, thì về ngoại quan thì nếu mà không xét về cái vết xước này thì còn rất là đẹp và long lanh luôn nhé quý vị anh chị của chú nhé. Số 6 bán 400.000 này. Con này dòng hồ dành cho nữ này, size 34 mm này. Đấy thì chống nước là 53 là 50 m. Con này thì sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với cái kết thì sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Đấy, thì với cái sản phẩm này có giá 400.000 thì cũng rất là hợp lý, em nghĩ rất là hợp lý dành cho các anh mua tặng vợ, tặng bạn, tặng bè. Đấy thì một cái sản phẩm tiếp theo là một cái dòng Sicon 3 bằng vàng. Con này là vàng vậy ạ. Tuy nhiên là kim nó pin nó đang hết pin nên là em ra với giá rẻ này, có vàng trước sau luôn. Nắp kết này thì là hầu như là khi nào cũng là thép không dị thôi. Con này sản xuất tại Nhật luôn quý vị anh chị của chú nhé, Japan này, 5N2141 này. Con này thì rất là nhỏ, size chắc là tầm 20 19 20 mm này quý vị anh chị của chú nhé. Con số 7 nhá, 400.000. Đấy, quý vị anh chị của chú nào có nhu cầu sản phẩm nào thì nhắn cho em là con số mấy. Đây, video số 2 nha quý vị. Tiếp theo là một sản phẩm số 8. Số 8 một sản phẩm Sicon 3, cái mặt màu trắng này là mặt phản quang dạ quang nha quý vị nhé. Kim dạ quang rồi phản quang đúng rồi, cái mặt này là mặt dạ quang thì lúc tắt đèn đi nó xanh sáng là đẹp, rất là dễ nhìn giờ luôn. Ở trên các cái kẹt này thì nó có vết bẩn này, đánh bụi nó vết bụi bám này, đánh đi là hết ngay. Đấy, em chưa có thời gian bệnh được nên là ra giá thì nó sẽ rẻ hơn. Đây bạn, 450.000, quá là hợp lý luôn. Một sản phẩm này thì có kích thước là 34 mm nha quý anh chị của chú anh chị em nha. Đây, kim thì vẫn chạy bình thường rồi. Đó, Sicon 3. Đấy, sau này thì mấy vết đất bám này, hàng mãi mà quý vị anh chị của chú. Ừ, mãi mà người ta còn được như thế này luôn. Về Việt Nam thì đánh bóng lại thì lại thành một siêu phẩm luôn rồi. Trong vòng tầm mấy trăm nghìn thì không thể cạnh tranh được luôn. Made in China, và cái kết này quý vị nhé, Japan Movement này, Water Resistance 690345 máy này. Đó, kim máy hoạt động bình thường nha quý vị nhé. Con này thì nó còn rất đẹp, quý vị có thể thấy trong video thì nó rất là đẹp long lanh rồi. 450.000 cho sản phẩm số 8. Tiếp theo là phần số 9 nữa. 9 là một cái sản phẩm mà máy quát của gì đấy ạ, một cái thương hiệu khá là Marie Mason đó. Một sản phẩm con này thì có vẻ như không phải là một đồng hồ của Nhật mà một cái đồng hồ của thương hiệu của nước nào đó, không phải ở Nhật ở Tàu. Cái kính nó thì làm bằng cái đó. Cái chị của chú có thể thấy được là bằng cái theo cái kiểu dạng kính lồi như thế này. Kim vẫn chạy bình thường nha quý vị anh chị của chú, rất đẹp. Về Việt Nam mà ảnh bóng lại cái thì là thành ok ngay. Đấy, kim mà chạy bình thường ok hết, không vấn đề gì cả, không lỗi lầm gì hết. Giá sản phẩm này thì em bán 350.000. Cái mặt này thì làm bằng 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 kính đấy, kính không trong xước sapphire quý vị anh chị của chú. Ông lạnh luôn, nó nhiều vát góc nên là nó long lanh khi giờ dưới sáng này. Rồi, sang số 10 này. 10 bạn nhanh. Bạn nhanh một sản phẩm số 10 đồng hồ của Made in France này, của Pháp này quý vị nhỉ. Có thể thấy thông tin lại ghi quay vào máy luôn. Đó. Con này thì trên màn hình chắc là một cái kỷ niệm gì đó, đồng hồ Da Vinci. Một cái kỷ niệm gì đấy đối với Ấn Độ hay là thang gì đó, India Chef đầu bếp Ấn Độ chắc là có một cái cuộc
kỷ niệm gì đó liên quan đến cái mấy ông đầu bếp người Ấn Độ. Thì con này vẫn nguyên, còn nguyên siêu nhé quý vị, còn nguyên tem này, tem lúc mua hàng 6.800 yên, tôi đương họ tầm thời điểm hiện tại là 1.300.000. Thì con này em bán 350.000 vì nó đang hết pin, em cũng không tháo ra thay vì cũng không đủ đồ nhé quý anh chị cô chú ạ. Đấy, bán 350.000. Size con này thì size này sẽ nữ thôi, con này thì rơi vào 32 mm đó, 20 mm. Đấy, tiếp theo là còn ba sản phẩm này, ba sản phẩm này cũng là Seiko kết bằng vàng, quay ra thật luôn, hàng bãi mà ra vẫn ngon này đó. Còn Seiko ăn ba này, con này thì không phải là Seiko ăn ba mà là Seiko thường thôi, Seiko mới quát bình thường à. Đấy, đẹp trong lanh luôn, vàng quay ra thật đấy. Hồi cho nữ con này tầm 20 mm đó quý vị, 22 mm. Con này thì cũng tầm đó 27 mm, và một con Seiko ăn ba này nữa. Ba sản phẩm này thì đều hết pin, giá có size là 33 mm. Thì vì ba đồng hồ này nó hết pin nên em bán đồng giá luôn, nó 150.000 một cái, ba cái. Nhưng nếu quý vị mua ba cái thì bán luôn 300.000. Đấy, tất nhiên là về Việt Nam không bao bao ship ở trong nước nha quý vị anh chị chú nhá. Mà ship trong nước bưu điện nó rơi tầm 5-30.000 đấy. Đối với ngày thường, ngày Tết thì chuyển phát nhanh đắt hơn một chút, nhưng ngày thường thì qua Tết rồi thì nó có rẻ hơn như ngày thường thôi. 150.000 một cái. Và cái này thì một cái thì nó chắc là cũng không đóng đâu, vì cái 150.000 thì không đủ cái tiền công đóng hàng và công cước gửi về Việt Nam quý vị ạ. Đấy, quý vị chị của chú thông cảm một chút, nếu mua gì thì em sẽ nói kèm hoặc là thậm chí tặng kèm. Nếu mua ba cái thì quá tuyệt vời, ba cái thì 300.000 cũng bỏ một công đóng một lượt. Đấy, thì video ngày hôm nay em xin chấm dứt tại đây. Em xin chúc quý anh chị của chú cùng gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn và thịnh phát. Tại thì rất là mong được cái sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ quý anh chị của chú trong thời gian sắp tới, để cho kênh Viết Phú có điều kiện tiếp cận hơn nhiều anh chị của chú khác nữa. Mới xem kênh thì rất là mong được quý anh chị của chú cho một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đây, xin chào, hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.